Rồi, hello, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ test cho người cái bộ vàng nè. Ở nhầm, clip này mình test da cho khách cái bộ vàng Ongo 775 đánh cặp la D55S. Xin người sẵn mình làm clip cho mọi người xem chơi luôn. Đó, thì cái dòng này nó rất là mạnh mẽ về cái con chip giải mã 24 bit mọi người. Và nó chơi cái mặt analog đánh đánh rất là hay nha. Cái mặt analog đánh rất là hay. Thì ví dụ mọi người chơi theo cái xu hướng sau này là mình sẽ chơi nhạc lossless từ ổ cứng, mình chép nhạc vô cứng và mình nghe, thì mình sẽ dùng những con này mọi người. Tại vì cái nguồn nhạc mà YouTube đó, trên từ TV mà để mọi người chơi ngõ optical xuống thì nó rất là nó đa dạng đó, nhưng mà cái chất lượng của nó thì chỉ trung bình thôi mọi người, nên là mọi người nghe một thời gian thì mọi người sẽ thấy nó không hay đâu. Còn chơi CD thì chất lượng nó tốt, nhưng mà giờ CD thì hiện tại thì nó hơi phức tạp, nó hơi cồng kềnh, chép cái CD nó tốn thời gian rồi tốn tiền, rồi mà mua CD gốc thì nó đắt người, nên là cái xu hướng sau này người ta sẽ dừng chơi từ ổ cứng nha, tại vì cái nguồn nhạc lossless bây giờ nó rất là dễ tải rồi. Thì khi mà mọi người chơi những dàn này thì mọi người sẽ phải dần dần tiếp cận cái nguồn nhạc mà chơi từ ổ cứng, nhạc lossless người. Rồi, ok, đó thì mình sẽ test sơ cái con này qua cái nguồn nhạc từ ổ cứng cho người xem chơi. Đó, cái con này mình đang chơi ổ cứng nè, và mình sẽ chơi một cái đĩa trong cái ổ cứng này. Ổ cứng này hình như là 500 GB, sẽ con này nó sẽ đọc được 500 GB nha mọi người. Người lưu ý nha, nó sẽ đọc được ổ cứng 500 GB nha. Thương cho người về cô đơn với bóng, mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lang du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về còn sao xuyến du hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn, là vùng mây trôi ngập ngừng. Đêm mong người về cho vơi giá buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếng thu mênh mông. CD đi thì mình vẫn có thể chơi được CD. Ví dụ mình mod mình chuyển qua CD đi thì nó sẽ chơi CD. Còn ví dụ như mình chủ yếu mình sẽ chơi ổ cứng, chơi ổ cứng thì nó hay hơn. Tại vì CD tại hiện tại thì mất công mình chép đó, những cái CD như này nè, mình mua về xong mình phải chép mọi người. Mình chép nhạc cũng từ đây nè, mình sẽ ghi nhạc từ cái này nè, cái fan thanh này mình ghi vô cái CD thôi. Nên là mình sẽ chơi trực tiếp thì nó hay hơn, nó sẽ nó giảm thiểu cái độ méo và cái độ nhiễu hơn. Thank you.
chuyện nổi tiếng tình yêu hai đời. Tiếng con này rất là tốt người, tiếng âm rất là chi tiết và gọn gàng nha, phát kiểm soát tốt, két rất là hay. Tuổi đường xuân mà sao chia. Thì nếu so về chức chức năng để mà một cái bộ mà tích hợp đát dây mã thì gần như cái bộ này vô đối. Tại vì con đát dây mã này nó quá mạnh và nó đọc được cái ổ cứng 500GB luôn thì quá tuyệt vời rồi. Mình chép nhạc vô cứng mình nghe rất là tiện. Mọi người 500GB thì mọi người có thể chép gần như là tới 100 cái album á, 100 hả? Ngàn cái luôn chứ. Đúng rồi, ngàn album mọi người, để 50 năm, một album là năm đâu, một album là 500GB đúng không? Thì một 500MB chứ. Thì 1 GB là 2 album. Đó thì 500GB là 1000 album đúng rồi, 1000 album. Đúng rồi, 1000 cái. Lộ 2000 cái chứ. Phải không? Lại 1000 cái đúng rồi, 1000 cái album mọi người lộn. Đó, thì nói chung 1000 album nhiều người cũng rất là nhiều người. 1000 album là 5000 bài hát mọi người. Nó lộn mà 10000 chứ, một album là tại vì một album là đã 10 bài hát rồi đó, là 500GB là gần như là 10.000 bài rồi đó, người thấy không, rất là tiện. Là sau này không cần phải chơi CD nữa, người chơi CD là rất là tù túng, tại vì cái nguồn nhạc mới thì nó ra liên tục người. Ví dụ như là mình tải nhạc từ cái trên những cái diễn đàn vậy đó, thì mọi người biết là cái nhạc lossless của nó là nó cập nhật liên tục à. Có đây mình ý nhiều lắm, Bạch Yến bản tình ca với Thành Chế Linh, Chiều Chuyện Rẽ Hoa Sầu, nói chung là Giấy Ngọc CD, Giọt Nước Mắt Nghè đó. Sơ qua một vài cái album cho người nghe. Giao Linh nè, Giao Linh Hoàng,
vào đầu thập niên 80. Kiệt sức. Ta có trái tim hồng không bao giờ ngừng đập, căm giận yêu thương tràn ngập xót xa. Ta đương móc nó ra làm quà cho các bạn, mấy chục năm rồi ta ngồi đây xa lầy trong khổ nạn, như con tàu vượt trùng dương mắc cạn mơ về dòng nước xa khơi. Khát biển, khát trời, phơi thân xác trong mưa mòn nắng gì, thân thể tàn theo thế kỷ, xương buồn nhuộm sắc hoàng hôn. Ký ức âm u vất vưởng những âm hồn xót xa vẫn chìm trôi trong dòng sông đen tối, lèo bèo rác rưởi tanh hôi. Hư vô ơi cập bến tới nơi rồi, cõi bụi chờ mong chi nữa. Một trái tim hồng với bao chán chứa, ta đặt lên bờ dương thế trước ngờ rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai, hai cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà nhưng nàng hồng yêu xa, hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân. Vua sao xuyến tâm hồn, rời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm ấm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thay hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây, lá sen trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy ghép bên trăng gầy, cài khen cũng ai. Tôi mơ thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Rằng mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm ấm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thay hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy ghép bên trăng gầy, cài khen cũng ai. Tôi mơ thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Rằng mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ.
trên cuộc tình yêu anh ngày nào ta đã yêu hồn ta ngất say qua bao nhiêu năm tháng ở thời một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu một ngày nào đó ok, mình dừng clip đó nha mọi người. Đó, thì giờ mình đóng hàng, mình giao khách thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Đó, nói chung là một cái option để mọi người lựa chọn chơi cái dòng nhạc số, mọi người. Nhạc số qua cái ổ cứng nha. Thì hiện tại ổ cứng, những ổ cứng nhạc này mình có bán luôn á mọi người. Mình có bán luôn á. Nên là mọi người nếu mà cần thì cứ liên hệ nha. Đó, cảm ơn mọi người nhiều.